Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Hộp thư truyền hình số này có các nội dung chính sau. Trong mục vấn đề hôm nay với nội dung phóng sự triển khai dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường liên xã đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân. Tiếp đó trong mục câu chuyện pháp luật là phóng sự dân vận khéo trong xứ đạo bình yên. Phần cuối chương trình là tiểu mục phản hồi bình luận. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tuyến đường liên xã Tân Kim đi xã Tân Thành, huyện Phú Bình đã xuống cấp nhiều năm, ảnh hưởng đến việc đi lại, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Người dân đã nhiều lần kiến nghị tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, mong muốn sớm được nâng cấp sửa chữa. Thời gian qua, bằng nguồn vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình đã phê duyệt triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân. Gia đình bà Nguyễn Thị Thu ở xóm Đèo Khê, xã Tân Kim, huyện Phú Bình có đất và công trình nằm vào dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Kim, Tân Thành. Sau khi biết được chủ trương của nhà nước thực hiện nâng cấp mở rộng tuyến đường và được sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, gia đình đã tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao đất để thực hiện dự án. Theo bà Thu, thực trạng tuyến đường này đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Mùa mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân, nhất là các cháu học sinh. Đến nay được sự quan tâm của nhà nước để thực hiện nâng cấp mở rộng tuyến đường, gia đình bà cũng như các hộ dân khác rất đồng thuận, ủng hộ dự án. Nhà tôi là cũng là một nhà được hiến đất, ở rìa đường được hiến đất và có hai điểm hiến đất. Ở cái bờ tường nhà tôi xây khoảng độ 4-5 mét kiên cố. Khi đội thi công đến thì gia đình chúng tôi lúc đầu thì cũng cái công trình xây kiên cố nhưng tôi tiếc. Nhưng mà sau khi nghe đội thi công cũng giảng giải và tư vấn thì chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí. Khi mà thấy có cái dự án làm đường với đây thì dân phấn khởi lắm. Và mong muốn nhất của bà con là được cái đường đi lại cho con, các trẻ em đi học cho nó được dễ dàng. Dự án không có kinh phí giải phóng mặt bằng nên những phần diện tích mở rộng mặt đường được người dân hiến đất phục vụ. Sau khi triển khai kế hoạch đã được phê duyệt, đa số người dân trên địa bàn xã Tân Kim đều tích cực hưởng ứng và đồng thuận, đặc biệt là những hộ dân có đất nằm trong dự án. Hơn ai hết, họ là những người hiểu rõ khi con đường được xây dựng, ngõ xóm được mở rộng thì chính người dân địa phương được hưởng lợi nhiều nhất. Được Đảng và Nhà nước quan tâm đến thì đối với bà con xóm Đèo Khê, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thì bà con rất phấn khởi khi đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đến đầu tư tuyến đường để phát triển kinh tế cho xóm làng, cho bà con nhân dân. Nên tất cả về chương trình hiến đất về làm đường thì bà con hoàn toàn nhất trí, kể cả tháo dỡ tất cả các công trình phụ ở trên những hiến đất nhà mình. Cũng mong làm sao cho đơn vị thi công hoàn thiện sớm để cho bà con được đón Tết Nguyên đán này được cái thuận tiện nhất. Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường từ xã Tân Kim nối với đường DT269B xã Tân Thành, huyện Phú Bình được quyết định phê duyệt đầu tư từ tháng 9 năm 2023. Theo quyết định phê duyệt, dự án có chiều dài gần 7 km, điểm đầu từ trường Trung học cơ sở Tân Kim, điểm cuối tại ngã ba đi Đền Thượng, xã Tân Thành, chiều rộng nền đường 7,5 m. Dự án bố trí hệ thống rãnh thoát nước dọc tại những điểm đông dân cư. Theo thống kê, để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường, trên địa bàn xã Tân Kim có khoảng 200 hộ dân có đất và công trình trên đất bị ảnh hưởng với diện tích đất khoảng 1,5 hecta. Qua tuyên truyền vận động, người dân đã đồng thuận và bàn giao đất để thực hiện dự án. Chúng tôi cũng đã huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc để làm công tác vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng. Đến nay thì công tác giải phóng mặt bằng của chúng tôi thì cơ bản đã hoàn thành, nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Đơn vị thi công cũng đã triển khai khi thi công rất là khẩn trương, được bà con nhân dân cũng rất là đồng thuận và phấn khởi. Sau khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đơn vị thi công đã tiến hành xây dựng các hệ thống cống thoát nước và đắp nền đường. Đơn vị thi công cam kết thực hiện đảm bảo đúng theo yêu cầu thiết kế và tiến độ đề ra. Cái tiến độ đề ra rất là gấp. Trong cái quá trình để đạt được cái mục tiêu thì đơn vị thi công đã dồn rất là nhiều máy móc và nhân lực, thiết bị, vật lực xuống đến cái con đường này. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh hết sức để thi công cho nó kịp cái tiến độ. Tuyến đường đi vào sử dụng sẽ mở ra kết nối giao thương giữa hai xã Tân Kim và xã Tân Thành, huyện Phú Bình, đồng thời giúp cho việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn. Có thể thấy những con đường giao thông nông thôn khang trang, rộng rãi đang thực sự làm thay đổi bộ mặt của các địa phương. Thời gian tới, những con đường mới ở các địa phương trong huyện Phú Bình sẽ tiếp tục được xây dựng từ sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân để từng bước góp phần xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện mô hình dân vận khéo trong xứ đạo Bình Yên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên luôn quan tâm và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tổ dân phố Việt Cường, phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên có 117 hộ công giáo với 760 khẩu. Được sự quan tâm hướng dẫn của Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đông Cao cũng như các linh mục quán xứ, sự đồng tình của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Ban Hành giáo các giáo họ và sự ủng hộ của giáo dân, năm 2018, tổ dân phố đã triển khai xây dựng mô hình xứ đạo Bình Yên. Sau khi mà chúng tôi được triển khai cái mô hình xóm đạo Bình Yên ấy, thì chi bộ về đã họp cùng với các ban công tác mặt trận, tất cả các thành viên ban công tác mặt trận, sau đó là triển khai tới toàn thể bà con nhân dân, thông báo cái quyết định và triển khai mọi cái chủ trương và cái nội dung để bà toàn thể bà con nhân dân nắm được. Để hoạt động hiệu quả, ban chỉ đạo xây dựng mô hình đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân và bà con giáo dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của mô hình và các tiêu chí đánh giá đạt tiêu chuẩn xứ đạo, họ đạo Bình Yên, gia đình văn hóa, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, không có vụ việc mất an ninh trật tự, không có người dân mắc tệ nạn xã hội, không có tổ chức tà đạo hay mê tín dị đoan xảy ra trên địa bàn. Mà chúng thấy là cái mô hình dân vận khéo ở xứ đạo Bình Yên, đây là mô hình mà đặc biệt là được mọi người quan tâm. Và trong năm qua thì bà con giáo dân thì chấp hành tốt, đặc biệt là bà con với dân cư thì sống xen kẽ, nhưng mà sống rất là hòa thuận, đồng lòng để làm tốt cái công việc của địa phương. Thành công của mô hình dân vận khéo xứ đạo Bình Yên ở tổ dân phố Việt Cường đã tạo sự lan tỏa để đồng bào công giáo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết lương giáo, sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Qua đó góp phần cùng nhân dân thành phố Phổ Yên hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có yêu cầu tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm ngoài các khu cụm công nghiệp còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đồng thời ra soát, đề xuất, sắp xếp đưa các dự án sản xuất công nghiệp vào các khu cụm công nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 5 trên 11 khu công nghiệp tập trung đã đi vào hoạt động, thu hút 219 dự án, trong đó có trên 160 dự án FDI. Tỷ lệ thu hút lấp đầy dự án tại các khu công nghiệp là rất cao, dư địa để thu hút dự án vào các khu cụm công nghiệp mới hình thành còn rất lớn. Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp. Thực tế vẫn còn không ít cơ sở sản xuất kinh doanh nằm ngoài các khu cụm công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Qua khảo sát cho thấy, hiện nay trong nội thị thành phố Thái Nguyên và một số đô thị lân cận vẫn còn một số nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp ngoài khu cụm công nghiệp gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, không chỉ gây ô nhiễm, không ít dự án ngoài khu cụm công nghiệp còn để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, mất an ninh trật tự, không đảm bảo phương án phòng chống cháy nổ, gây tác động xấu đến cộng đồng dân cư, không phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và các quy hoạch liên quan. Trước thực tế trên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tăng cường công tác quản lý, phát triển các khu cụm công nghiệp, chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu cụm công nghiệp. Trong đó, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo xử lý các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu cụm công nghiệp chưa đảm bảo các yêu cầu của pháp luật. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chính quyền các địa phương phải tăng cường phối hợp kiểm tra, rà soát ngay các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà xưởng thuộc địa bàn quản lý nằm ngoài các khu công nghiệp, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý kiến nghị, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời xem xét đề xuất di dời cơ sở sản xuất không đảm bảo vào trong các khu cụm công nghiệp theo quy định. Chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.